phẩm báo chí được đăng phát trên các loại hình báo chí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, phù hợp với tiêu chí, thể lệ giải, đều có quyền gửi tác phẩm tham dự. Tác giả tham dự giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam.